con bị đau cái chân hơn 2 năm rưỡi rồi. Rồi gặp cha Long, cha sẽ đặt tay cầu nguyện và xin Chúa ban phép lành cho mình để mình có thể mình khỏe cái chân. Đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Lời tung hô vạn tuế nay thành lời vu oan cáo vạ. Lời khẩn thiết xin chữa lành bệnh tật nay thành lời nhục mạ nguyền rủa. Cô đơn trong tâm hồn, đau đớn ngoài thể xác, sức tàn, lực kiệt, Đức Giêsu lảo đảo té ngã xuống đất dưới sức nặng của cây thập giá.